Nhớ lại hồi đó mình hay tham gia cái giải chạy, mà bây giờ thì mình phải làm một cái gì đó để cải thiện sức khỏe của mình và đạt được MDRT vào tháng 7 này. Chắc chắn mình sẽ làm được. Biết phải làm gì với những voucher này rồi.